皆さん、おはようございます。はい、レイテンラン。おはようございます。đến hẹn lại lên đúng không ạ? Hôm nay là thứ mấy nhỉ các em ơi? Hôm nay thứ ba đúng không ạ? Ừ, thứ ba và thứ năm là chúng ta lại có lịch để gặp nhau nhỉ? Hôm nay trên đây có live sớm hơn một chút để các bạn ở bên Nhật chúng ta có thể tranh thủ nghỉ trưa mình xem live stream ở trên xe nhá. Bởi hôm nay là một buổi làm trên đây thấy là vô cùng hay luôn đấy ạ. À, bao gồm chủ đề là lẫn tất cả là từ vựng này, rồi là ngữ pháp, rồi phần bài sao và bài choca nghe hiểu luôn. Đó, trong vòng một tiếng từ giờ cho đến khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ kém nhá. Thì chúng ta sẽ cố gắng xem live stream cùng với trên xe. Thì là tất cả các bạn mà đang... chúng ta có cái mục tiêu là thi N3 vào tháng 12 năm nay thì mình sẽ vào đây có thể là học cùng với sensei. Có các bạn học N2 thì đương nhiên là chúng ta vẫn có thể học với sensei được đúng không ạ? Bởi vì là chưa chắc là N2 và N3 là chúng ta nhớ hết được đâu đúng không? Chào sensei nào các bạn ơi. Có mỗi bạn Lê Thành Long thôi, các bạn khác thì sao? Thế nên thì có bạn Bảo Yến và bạn Phạm Trinh đang xem này. Hi minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai konnichiwa. Thế sang đó. Trời ơi, chào nhau nào các bạn ơi. Nào các bạn không biết đâu đúng không ạ? Bạn nào mà được Sene gọi tên nhiều là kiểu gì vía đỗ nó cũng nhập nha. À các em ơi, Sene quen mất là cuối tuần này là cô Sene có tổ chức thi thử đấy ạ, đúng không ạ? Thời điểm này chúng ta có thể là mình thi thử để mình xem là kiểm tra cái kiến thức năng lực của mình đến đâu nhá các bạn nhá. Thứ bảy chủ nhật tuần này các bạn tham gia đây cái đề thi thử của cô Sene có tổ chức nha. Hai con nên chiêu Nguyên Trần. Nào, Sene sẽ bắt đầu luôn trong thời gian chờ đợi các bạn khác vào nhá. Được không ạ? Hey, để cho thời gian của chúng ta có nhiều bạn của chúng ta còn chuẩn bị phải vào làm buổi trưa cơ đúng không? Hey. Như thường lệ đúng không ạ? Cô trò mình bao giờ cũng đi vào phần chữ Hán đầu tiên, chữ Hán là một phần rất là dễ, phần dễ nhất trong các kỹ năng luôn đấy đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần phải chú ý rất là cẩn thận, làm những cái bài càng những cái bài dễ thì chúng ta sẽ càng phải làm sao mà thật cẩn thận nhất, không để không được chủ quan, mà mình sẽ phải làm sao để được chọn điểm của nó mang tên phần đó. Và các em có công nhận là cái phần này tuy là dễ nhưng mà đa số hầu hết các bạn là rất ít khi chúng ta được mang tên không? Đúng không ạ? Toàn sai những lỗi sai rất là cơ bản thôi, rất là đáng tiếc luôn ấy ạ. Chào tên xe nào, Văn Bảo này, hay konnichiwa. Bảo xong. Này, núi xong, Quỳnh núi ạ. Konnichiwa. Xe có lớp học N3 tháng 12 không ạ? Em muốn hỏi lớp luyện đề à? Hay là học lớp kiến thức bài bản nhỉ? Chắc là bây giờ thời điểm này hỏi thì chúng ta chỉ còn lớp luyện đề thôi đúng không? Bởi vì là thời gian mình chỉ còn hơn một tháng nữa thì sẽ chỉ có lớp luyện đề dành cho tất cả các kỹ năng N4, N3, N2 thì sẽ có các lớp luyện đề các bạn nhé. Đấy chưa? Còn nếu mà lớp học thì cũng có nhưng mà các bạn hầu như là lớp học nó đã học được khoảng tầm ít nhất là cũng được gần nửa khóa rồi. Đấy, bởi vì là nó cũng khắc thi rồi mà đúng không ạ? Hay, chào Quý Nguyễn ạ. Bạn Hải Nam đang xem này, con đến chưa? Sẽ bắt đầu nhá, mình đang sớm. OK, now, hi, OK, 皆さん一番、明日は駅の7に前で会いましょう。Now, ngày mai mình sẽ cùng nhau gặp ở phía trước cái gì? Chữ Hán đó là chữ cải và chữ chát ạ. Cải và chát thì đó chính là cửa sát vé. Và cửa sát vé của chúng ta, chữ cải thì mình sẽ không thể đọc là gai được đúng không ạ? Mình sẽ lại 3-4 ạ. Cai, dai hay là cai sa chữ chát. Thì từ này nó chính là trong từ tiền gì nhỉ? Đồng tiền bao nhiêu yên ấy? Chúng ta có tờ tiền, ví dụ nhá, mình có từ là tờ tiền 100 yên chẳng hạn. Đó, nó đi với tiền giấy á. Thì mình sẽ dùng đơn vị là sa chữ này. Ví dụ trên đây có từ đó là senen sa chữ. Nhé. Nào. Senen sa chữ. Nhé. Đó thì đây chính là sa chữ là tờ tiền giấy này. Vậy ở đâu là cái nơi mà nó lại có chữ chát này? Đó là cửa soát vé các bạn nhá. Và cửa soát vé là kai sa chữ. Như bằng. Đấy chưa? Hai sa chữ của sát vé ạ. Cái sa chữ gư chi cũng được. Đấy chưa? Ừ. Câu 1 của mình đó là nhì bằng. Đúng không ạ? Hay. So desu ne. Cha, nhì bằng ikimashou. Shiko no nana ni wa inemuri unten datta so. So, ở cuối câu nó sẽ có hai nghĩa. Một là nghe nói khi nó đi với thể thường ở phía trước. Hai là nó bỏ mã sự. Bỏ y, bỏ na. Cộng với so thì nó chính là gì nào các em nhỉ? Đó là có vẻ chúng ta dùng bằng thị giác để mình phán đoán đúng không? Vậy câu này đạt tạ thì là nghe nói rồi. Nghe nói là nguyên nhân của gì nhỉ? Tai nạn là do lái xe ngủ gật. Đúng không? Inemuri là ngủ gật nhá. Và nguyên nhân của chúng ta đó chính là chữ gì nhỉ? Nguyên thì phải là ghê đúng không ạ? À, chúng ta sẽ loại kê này. Nào, gain hay là gaining? Đúng rồi, câu 2 của mình đó là yong văng, gaining. Chủ yếu ở đây nó là hỏi về từ vựng mà nhiều, đúng không ạ? Này, sang băng nha.
Câu số 3 này. Television news này nani de sono shiken o shitta. Shitta. Đã biết một vụ án đó thông qua chương trình thời sự ở trên TV. Và đây là chữ phiên tổ ạ. Phiên tổ là chương trình truyền hình ngày xưa mình học từ hồi sơ cấp rồi đúng không ạ? Về cách đọc của nó chính là bang gumi. Bang gumi. Sau khi chúng ta làm ba câu mình sẽ phần tìm ra được cái cách ra đề của họ này. Đó là gì nhỉ? Có thể chúng ta không biết chữ Hàn đó, nhưng mà cái mà để cốt lõi chúng ta chọn ra bằng đúng đó chính là dựa trên từ vựng. Nên một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi chúng ta học kỳ một kỹ năng nào đó đó chính là chúng ta cần phải học từ vựng chắc, đúng không ạ? Đấy, có từ vựng thì là chúng ta sẽ có gần như tất cả. Bởi vì là sao? Kanji cũng liên quan đến từ vựng này. Bác hiểu thì cũng phải từ vựng đúng không ạ? Ngữ pháp thì cũng phải có từ vựng. Có từ vựng thì mới dịch được đúng không nghe? Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 4 này. Yêu mong. Khi xét kết sử tục kỳ hoa, hắn là giữ các cô nhìn lên nạc xe kỳ sai. Khi mà vắng mặt, nhất định hãy liên lạc cho trường nhé. Liên lạc. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái câu 1 này. Đó. Và câu 3 này này. Cái chữ mà trên đây khoanh thì đó là chữ kép. Kết này ở trong từ mưu sư bự là buộc, hay là mình có từ kết công là kết hôn, hay là kết chữ đông là kết luận, đúng không? Đây là chữ kết chứ không phải là chữ lạc. Vậy đây là chữ lạc này, đấy chưa? Cái này chữ lạc nhá. Tiếp theo câu số 4 thì chữ này là chữ luyện ở trong từ renshu. Renshu là luyện tập ạ. Và còn lại thì đây là chính là chữ liên. Liên này ở trong từ chư đê tê cự và chư đê tê cự, đúng không? Và đáp án cuối cùng của mình đó là ni bằng. Câu số 4 là ni bằng. Như bạn Quý Nguyễn rất là nhanh đúng không ạ? Các bạn khác chúng ta cũng comment trên xe với nhé. Bạn Đỗ Hùng cũng là ni bằng này đúng không ạ? Ừ. じゃあ皆さん5番この店の商品はすべて海外から輸入したものです。商品ね。ね、OK? じゃあ3番は製品。違うね。4番は OK? この漢字はない。香港一番ない。頑張りな。この1番と2番どちらも商品の読み方ある。cả hai từ này đều có cách đọc là showing. Vậy làm thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải dựa vào nghĩa của câu để xem từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Là sản phẩm hay là phần thưởng? Câu 2 thì nó là chữ thưởng và chữ phẩm. Câu 1 là chữ thương và chữ phẩm ạ. Vậy câu này chúng ta sẽ có là đi với cửa hàng đúng không ạ? Cái gì của cửa hàng này? SBT là cả đều nhập khẩu từ nước ngoài thì nó sẽ phải là gì nữa? Là sản phẩm chứ không phải là phần thưởng. Câu 2 này cũng đọc là showing này các bạn này, nhưng nó là phần thưởng, được chưa? Bởi vì chúng ta dựa vào nghĩa thì mình sẽ chốt được đáp án đó là gì? Là sản phẩm, là Ichiban. Đấy chưa ạ? Câu 5 của mình đó là câu số 1. Đáp án số 1 nhá các bạn nhá. Đúng rồi ạ. Hãy câu số 6 nào. Nihon ni wa 3 nen mae ni kankō de kita koto arimasu. Feta koto aru. Đã từng đến Nhật để tham quan vào 3 năm trước. Tham quan thì mình sẽ tìm chữ quan và chữ quang. Câu 1 và câu 3 đây là chữ hành, mình sẽ loại nhá. Tiếp theo chữ quang của mình là câu 2 và câu 4. Tuy nhiên là mình đi tìm trên đây chữ quan. Quan, tham quan thì mình phải dùng mắt để mình nhìn. Và đâu là chữ Hán nó có bộ gì nhỉ? Bộ kiến là mắt. Và đó chính là dương bằng, nó có bộ kiến. Còn câu số 1 ý, thì từ này, cái từ này là chúng ta sẽ xuất hiện ở trong từ khác cơ. Ví dụ chúng ta có từ hoan nghênh. Đây ạ. Đây nhá, các bạn sẽ có một cái từ đó, từ hoan nghênh. Thăng ghê cai ạ. Đây là một cái tiệc welcome nè, đúng không ạ? Chào đón ai đó, nhân viên mới chẳng hạn. Thăng ghê nhé các bạn nhá, đây là chữ hoan nghênh. Thăng ghê. Ngoài ra có một chữ Hán khác mà nó cũng sông giống ạ. Đó là chữ susume được, là chữ gì các bạn nhỉ? Đây, đó là giới thiệu, khuyến khích, giới thiệu hay là gì nó gợi ý ai đó làm gì. Ba chữ Hán rất là giống nhau đúng không các bạn? Để chúng ta nhìn kỹ trên xe nhá. Đây là chữ hoan trong từ hoan nghênh này. Còn chữ này là chữ khuyến khích và gợi ý này. Còn nếu mà là bố kiến thì nó sẽ là chữ quan ở trong từ tham quan. Ideska. Đấy, ba chữ Hán giống nhau nhá. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài từ gần nghĩa ạ. Ani wa daigaku de keizai o manandeiru. Manandeiru. Rồi, chữ này thì thực ra nó là cái chữ học đấy các bạn ạ. Manabu đấy ạ. Manande này này. Đúng không? Anh trai tôi đang học kinh tế ở trường đại học. Và Ichiban yonde là đọc ạ. Niban oshiete là dạy ạ. Sechimeshite là giải thích. Và đó chính là sang bang rồi. Benkyou suru. Đáp án câu 7 của mình đó là sang bang, giống như bạn Nguyễn Thế đang chọn ạ. Hay. Ok chưa? Ideska. Rất nhiều bạn chúng ta không biết từ manabu đâu ạ. Đương nhiên là CNA không nói số đông nhá. Sẽ có những bạn là chúng ta chưa biết đấy ạ. Bởi vì là có thể là kiến thức N3 của mình nó chưa được vững ấy. Nên là không có cái gì là thừa cả. Dễ thì mình phải làm sao mình ăn trọn điểm của nó nhá. Chúng ta không chủ quan được cái gì hết. Câu số 8 này.
友達とてつやでいろいろな話をした。話をした。 Đã nói rất là nhiều chuyện đúng không? Với bạn của mình buôn dưa lê bán dưa chuột làm sao nhỉ? Triệt dạ luôn. Triệt dạ là gì nhỉ? Overnight luôn. Hết đêm luôn. Đúng không ạ? Hết đêm luôn. Rồi đâu là hết đêm? Xuyên đêm các bạn ạ. Đó là tetsuya đi với gì nữa? Yoru no aida là giữa đêm. Mai bang chuzukete là mỗi đêm. Yoru osoku là đêm muộn, nó vẫn đi ngủ. Còn ne samade ne nai đó là không ngủ cho đến sáng. Vậy các bạn hiểu triệt dạ là gì nhỉ? Là chúng ta thức xuyên đêm luôn. Thức xuyên đêm là nó không ngủ tí nào luôn nhé. Và đó chính là yobang. Được chưa? Câu 8 của mình là yobang. Lê Thành Long, Nguyễn Thế Quý, Nguyễn này. Đúng rồi ạ. Hay. Tiếp theo câu số 9 này. Senshu yatto sotsuron ga nai nani kansei ne. Kansei shita. Kansei đó là chữ hoàn và chữ thành nhé. Nào, chúng ta sẽ có luận văn tốt nghiệp cuối cùng thì tôi đã hoàn thành. Và hoàn thành thì đó chính là thì các bạn nhỏ, dekita. Đúng không ạ? Dekita thì ngoài cái nghĩa là có thể ra, nó còn có nghĩa là hoàn thành hay là hình thành cái gì. Yoji ga dekita là có việc bận này. Tomodachi ga dekita là có bạn này. Hay là koibito ga dekita là có người yêu. Đó thì dekita nó nghĩa là gì? Nó có ba nghĩa nhá. Một là có thể, hai là hoàn thành, ba là có. Cái gì đó được hình thành nhỉ? Có, được chưa? Đấy, tiếp theo câu số 10 này. Kion ga jojo ni agatte kiteru. Là nhiệt độ, kion ở đây là nhiệt độ ngoài trời nhá. Còn nếu mà chúng ta dùng nhiệt độ trong phòng ấy thì mình sẽ là ondo. Ondo nè. Jojo ni, chữ Hán của từ này nó có chữ Hán đấy các bạn ạ. Đây, jojo ni. Đấy, chúng ta sẽ có chữ Hán này này. Đấy chưa? Đó, jojoni thì từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Là chậm chậm, từng chút một. Đấy, và nó luôn đi với một động từ. Động từ ở đằng sau là động từ thể hiện sự thay đổi. Nha các bạn nhá. Nó giống như ở đan đan ấy ạ. Đấy, đan đan. Đan đan hay là sukoshi zutsu. Và câu 10 này đó chính là ichiban. Rất nhiều bạn đã chọn câu số 2. Don don thì nó nhanh rồi các bạn ạ. Don don là nó nhanh chóng rồi, nó không giống đan đan đâu. Cái từ này nó là chậm chậm, từng chút một mà. Nhiệt độ nó đang lên từng chút một, từng chút một, nên câu này sẽ là ichiban sukoshi zutsu. Được chưa các bạn nhá? Không phải đôn đôn đâu, đôn đôn thì nhanh lắm. Ok rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài mạch văn. Điền một từ vựng vào mạch văn tương ứng đúng không em? Nào, siêu ichiban câu số 11 nè. Shokuji no nanigani de denwa ga kakatte kita. Đấy, duyên phê nhá. Dạng bài này nó hầu hết nó hỏi theo cụ các bạn ạ. Đây này, nó có trợ từ đấy ở đây này. Đó, điện thoại đến, đen wa o kakeru là gọi điện đi, còn đen wa ga kakaru, kakatte kita là điện thoại đến. Điện thoại đến giữa bữa ăn. Đấy, thì nếu mà chiêu căng thì chúng ta phải là giữa hai cái cơ, giữa hai cái nào A và B cơ thì mới là chiêu căng. Chiêu sinh là gì, là trung tâm, không phải là trung tâm bữa ăn cả, đúng không? Trung tâm là lấy cái gì đó làm trung tâm hay là địa điểm thôi. Mưa chiêu thì là gì nhỉ? Say sưa và say mê và cái gì đi với ní đúng không ạ? Vậy còn lại đó là tô chiêu đế, là một cụm bạn đi với đế này. Giữa chừng đang ăn giữa bữa thì gì nhỉ? Thì điện thoại đến. Nó là một cụm rồi, tô chiêu đế. Tô chiêu đế. Ok chưa? Ừ, hay. Tiếp theo, câu số 12 nè. Câu 12 của chúng ta đâu ạ? Ừ. Đây, đều ạ, nhé. Takusan no ito ga densha o matteta. Có rất nhiều người chờ tàu ở đâu nhỉ? Chờ tàu ở đâu? Chimu, chúng ta có từ này là chim, là đội này, chắc là loại ha. Furu là bể bơi nhỉ? Chẳng lẽ lại chờ tàu ở bể bơi. Goru nhé, goru thì chúng ta biết từ này đó chính là khung thành đúng không ạ? Nó là khung thành nhỉ? Cầu môn đúng không ạ? Hay ngoài ra chúng ta có từ này mang nghĩa là về đích. Đó, nó là về đích. Hoặc nếu mà go đự mà okimeru thì nó sẽ là gì nhỉ? Là ghi bàn. Đó, ghi bàn, được chưa? Go đự. Thế thì đương nhiên là chờ tàu thì không thể nào go hay là team hay là phư đự được. Vậy chỉ còn lại đó là home. Và home thì nó là sân ga. Nhắc em nhá. Home, sân ga chờ tàu đấy ạ. Từ này gặp vô cùng nhiều luôn. Câu 12 đáp án của chúng ta đó là dương bằng. Được chưa? Đây, rồi đấy nè. Câu 12, ok, chúng ta chuyển sang câu số 13 được chưa ạ? Hay. 13番, 父は何々 病気 にかかって もう半年も入院してる. Ok, thứ nhất là chúng ta để ra cái cụm này nhá. Đó là 病気 にかかる lắm nhé. Đấy, bị bệnh ý, mắc bệnh nhá. Và đâu là một tính từ nó bổ ngữ cho từ bệnh này. Đấy, bị mắc bệnh gì đó. Và đã nhập viện được tận nửa năm nay rồi. Đấy, 半年 nửa năm rồi. Và truy này là dày này. Omoi nặng, takai cao, đắt, fukai là sâu. Và đương nhiên bệnh thì đó chính là bệnh nặng. Đúng không ạ? Câu 13 của mình là Nibang. Trần Hương, Thành Long, Quý Nguyễn, Tấn Võ. Ok, so this next.
Tiếp theo câu số 14 của mình là một câu mà chúng ta dùng rất là nhiều trong văn nói, và đặc biệt đây là câu lịch sự của nhân viên hay nói với khách hàng của mình, một câu rất là lịch sự các bạn ạ. Ohayi kudasai. Đó, đây là dạng tôn kính ngữ của haite kudasai, đúng không ạ? Dozo nanani te nai ni ohayi kudasai. Mời quý khách vào trong cửa hàng ạ. Mời mọi người vào thoải mái, mời mọi người vào tự nhiên đi ạ. Mọi người ơi, mọi người cứ thoải mái vào đi ạ. Đấy, thì khi mà chúng ta mời ai đó làm gì một cách gì nào, thoải mái này, đừng ngần ngại, đừng ngại làm gì cả, cứ thoải mái làm, thì mình sẽ dùng đó là từ kigaru các bạn ạ. Kigaru nhá, đó là chữ khí và chữ gì nhở? Đây, chữ khinh. Khinh này là nhẹ, đúng không ạ? Vào, có nghĩa là cái của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm ấy ạ. Cái khí đó là cái tính khí, cái tâm của mình cảm thấy nhẹ nhõm, đó là chúng ta cảm thấy thoải mái. Đó, làm một cái gì đó một cách thoải mái. Còn nếu mà ở đây có một từ là te ga đự này, cái tay mà nhẹ, đó là làm một cách dễ dàng. Te ga đự là dễ dàng, nhẹ nhàng, đấy chưa? Đấy, ví dụ như mình làm cái gì đó mà cảm thấy rất là dễ, thì đó là te ga đự, nó bằng cái kantan luôn đấy ạ. À, còn ze tai ni thì là tuyệt đối không rồi, nhớ nhớ chưa? Nhớ đây cái câu này nhá. Okigaru ni haite kudasai, okigaru ni ohayi kudasai là mọi người hãy vào một cách thoải mái tự nhiên đi ạ. Nói chung là cứ của ai đó thoải mái đi, đừng ngại, thì đó là từ kigaru, đấy chưa? Rồi, câu 14 của mình nó là bản ma ạ. Tiếp theo, câu số 15 này, một câu hỏi về phó từ đúng không? Hachiji desu yo. Nai nani de kakenai to okuremasu yo. Sẽ muộn đấy nếu như chúng ta không đi ra ngoài bây giờ. Đấy, phải đi ra ngoài sớm thôi, không thì muộn mất. Nào, nakanaka thì là mãi mà không được chắc hên này. Marabara thì nó là gì? Nó vẫn chưa, hay là dùng để chúng ta khiêm nhường. Dan dan là dần dần, càng hên, vậy chỉ còn lại đó là soro soro, sắp sửa đúng không ạ? Đấy, sắp sửa phải đi ra ngoài thôi, không thì muộn mất. Đấy, từ này nó kiểu như là từ này chúng ta gặp quá nhiều lần rồi còn gì nữa. Soro soro shichireshimasu, em xin phép về trước, sắp đến giờ phải làm gì ấy. Đấy, thì mình sẽ dùng từ soro soro, đấy chưa? Tiếp theo, câu 16 này. Ototo wa hatou no yakusoku wo nanani asobi ni itte shimatta. Đấy, em trai của tôi làm gì lời hứa với mẹ nên là đã đi ra ngoài chơi. Đó, và yakusoku thì nó sẽ đi với hai cụm động từ vô cùng quan trọng. Thứ nhất đó là mamoru, giữ lời hứa. Hai đó chính là thất hứa, thì nó là xé rách các bạn ạ. Làm rách đó là jaburi, jaburu. Né, nó là một cụm rồi các bạn ạ. Nhá, yakusoku wo jaburu, thất hứa, trông bằng. Ừ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 17 này. Kitsui, đây là một câu hỏi về cách dùng từ. Nhắc đến cách dùng từ thì chúng ta phải hiểu là nhiều khi biết nghĩa nhưng mà chúng ta vẫn chọn sai, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ đánh dấu những cái danh từ quan trọng lên trên nhá. Thứ nhất, kitsui nó mang nghĩa là chật. Và chật đi ạ, thì từ này bản chất của nó chỉ đi với quần áo giày dép thôi, chứ nó không đi với gì nào giống như kiểu là phòng chật, nhà chật. Nếu mà nhà chật, phòng chật, mình sẽ dùng từ semai cơ, chứ mình không dùng từ kitsui. Thứ hai, đó là nó sẽ đi với công việc, những công việc nào mà nó rất là vất vả ấy và nó kín lịch ấy ạ, thì mình sẽ cũng dùng từ kitsui. Đấy là hai trường hợp dùng với từ này. Nào, câu đầu tiên đi với thịt thì có gì nào, được không? Đó, tiếp theo là đi với rượu, tiếp theo đi với phòng, và cuối cùng đó là cái quần ạ, dư bồng. Chỉ cần khoanh danh từ như vậy thôi là chúng ta biết được đáp án ngay đó là gì, mà không cần gì cả câu. Các em có công nhận không ạ? Rất là dễ. Đấy, thì các bạn phải hiểu là cách làm của bài này là không cần gì cả câu, chúng ta chỉ cần đánh dấu danh từ chính thôi là sẽ ra. À, ví dụ như là thịt, thịt làm sao nên là em không thể nhai được hết. Tami là nhai, kirenai là nhai hết ạ. Bình thường uri kirenai là không bán hết thịt, uri kire được là bán hết thịt, đúng không ạ? Thì là không thể nhai được, bởi vì thịt nó làm sao, thịt nó cứng chẳng hạn, đúng không em? Vậy câu này phải là katai, katakute. Nó giờ trai của tôi là tiểu lượng rượu như thế nào, là uống bao nhiêu cũng được hết. Và chứng tỏ là uống rượu rất là giỏi, mà giỏi thì chúng ta sẽ dùng tsuyoi các bạn ạ. Osake ni tsuyokute. Còn nếu mà osake ni yowai thì là không uống được rượu nha các bạn nhé, tiểu lượng kém. Phòng thì cho câu này phải là phòng hẹp, phòng chật. Semakute kagu amari okenai, không thể để được dụng cụ ra tất, bởi vì là đồ phòng của tôi hẹp quá. Đấy, vậy chỉ còn lại yong bằng. Futotan ode béo lên, nên quần này tôi không thể gì nữa, không thể gì nữa mặc được nữa. Hake nhá, hake ở đây chính là khả năng của từ hakimasu. Hakimasu là xỏ giày hoặc là mặc quần, đúng không? Mo đi với nai là không nữa, mo hake nai là không thể mặc được nữa vì chật. Kitsukute. Đáp án đó là câu số 4, yêu bằng. Đấy chưa? Tiếp theo, cô cho mình chuyển sang câu số 18. Kondo. Kondo là cảm động. Rồi, ai cũng biết nó là cảm động. Vậy chúng ta có tự tin là mình sẽ làm đúng được câu này hay không? Bạn nào là người comment phương án đầu tiên cho chia sẻ. Nào, thứ nhất, kondo shite naite ta. Câu số 2, đó là kono hon o yonda kondo bun. 3, kondo na kodomo. Và 4, kokoro kara kondo shite imasu. Đó,
phanh như vậy là tìm ra được đáp án rất nhanh, đúng không ạ? Nếu mà là câu thì không thể là câu cảm động mà nó sẽ phải là câu cảm tưởng, đúng không em? Vậy câu 2 này chúng ta sẽ phải dùng từ gì nè? Cảm tưởng là gì các bạn có nhớ không ạ? Có nhớ từ cảm tưởng không ạ? Cái câu 2 á thì mình sẽ phải dùng từ đó là từ căng sô bưng các bạn ạ. Căng sô bưng ô cai tê, viết câu cảm tưởng của cuốn sách và nộp trước tuần sau nhá. Thế còn nếu mà câu 3 thì Jen Ai nghĩ là không thể là một đứa bé cảm động được. Mada chisai no ni ie no shigoto tetsudatteru nante. Nante là đi với một cái gì đó gọi là odoroki kimochi, một cái cảm xúc bất ngờ ấy ạ. Trời ơi, một đứa bé nhỏ như vậy mà nó giúp đỡ được việc nhà cho bố mẹ thì đúng là một đứa bé mà chúng ta phải thật sự là rất là gì nhỉ? Là ngưỡng mộ và khâm phục, đáng khâm phục. Mình sẽ dùng từ cảm tâm các em ạ, đó từ kanshin. Kanshin na kodomo. Đấy. Nói nhân bao á, sensei ni wa itsumo osewa ni natteru node. Em cảm ơn sensei rất là nhiều vì đã giúp em trong thời gian qua, và em từ đáy lòng của em cảm ơn sensei. Và câu 4 thì mình sẽ dùng từ đó là từ cảm tạ phù hợp nhất, đúng không các bạn? Kokoro kara kansha shitemasu. Đấy. Kansha. Vậy đương nhiên, còn lại câu số 1, hare no hanashi o kita hito wa. Những người mà nghe câu chuyện của anh ấy, minna kando shite naiteta, mọi người ai cũng cảm động và khóc. Đáp án chắc chắn đó chính là ichibon. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Và ngữ pháp thì đến đây chúng ta đã học được một nửa cuốn sách rồi đấy các bạn ạ. Đã đi được 7 bài rồi. Ngày hôm nay mình sẽ chuyển sang bài số 8. Buổi hôm trước ý, thì nó là buổi số 8 đi với bài tổng hợp từ bài 5 đến 7, bài 5, 6, 7. Thì ngày hôm nay sẽ là bài số 8 của cuốn Mimi Karao Boiru. Nó sẽ tổng hợp những ngữ pháp liên quan đến Jo, Tame, Hazu hay là Wake. Đấy, nè. Bắt đầu nha các bạn nhá. Ngữ pháp của bài 8 này khá là ngắn ạ, không nhiều đâu. Sau đó chúng ta có chuyển sang cái phần bài sao cơ mà. Hôm nay có phần bài sao nhá các bạn nhá. はい、この参考書は誰でもわかる。何々詳しく解説してる。Now, ngữ pháp của mình ở đây có một cái đuôi là VT arimasu. Đây là ngữ pháp của N4 trong bài 30 sơ cấp. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Là trạng thái của tha động từ nó có sẵn. Đấy, cái xe sự thì nó giống như là giải thích thôi. Đó, đang được giải thích rất là chi tiết. Vế đằng trước, sách tham khảo này ai cũng có thể hiểu được. Vậy mối quan hệ của hai vế này là mục đích, đúng không ạ? Để cũng hiểu được thì giải thích rất kỹ. Vậy mục đích thì mình sẽ không thể ta mê đế hay là dồ đế được, rất là hên. Vậy giữa ta mê nhị và dồ nhị nó có sự khác nhau như thế nào? Khi các bạn dùng ta mê nhị thì đứng trước của nó, một là dùng vê đự, hai là danh từ đi bên nộ. Nhưng cái vê đự của ta mê nhị này nó phải có ý chí, nó phải có ý chí, nó là tha động từ ấy ạ. Còn các bạn hiểu là wa ca đự ở đây nó là một động từ ở thể khả năng. Động từ này nó ở cái gọi là bản chất của nó là khả năng người ạ. Hiểu là nó là không ý chí. Mà không ý chí thì mình sẽ không dùng tame ni mà mình sẽ dùng với yo ni. Bạn nhớ nhá, veru hoặc là venai cộng với yo ni là để làm gì? Nhưng nó phải là không ý chí. Ve này là ve không ý chí. Còn nếu các bạn dùng tame ni thì phải là có ý chí. Giống như chúng ta có một câu đơn giản là để mua nhà thì tiết kiệm tiền. Nếu như Jenny nói là kau thì phải là kau tame ni. Còn nếu mà kaeru thì là kaeru yo ni. Được chưa? Đó, wakarimasu ka? Rồi, câu 19. À đâu, câu này là câu số 1 rồi, các bạn đã sẽ chuyển ra câu 1 bởi vì ngữ pháp rồi, không liên quan đến từ vựng nữa. Tiếp theo, câu số 2 nha. Are? Kagi ga nai, kagi ga nai. Sakki kono table no ue ni yatta. Nano ni. Ơ, không lấy chìa khóa nhở? Lúc nãy là mình nhớ là mình để ở trên bàn mà nhở? Ấy, thế mà bây giờ đâu ấy nhở? Đấy, các em có biết không, có một cái ngữ pháp đó là gì nhỉ? Nó thể hiện một cái ký ức, là ký ức của mình cho rằng như vậy nhưng thực tế thì không phải vậy nhá. Ký ức, đấy, mình nhớ là như vậy, mình chắc chắn là mình đã làm như thế nhưng thực tế thì không phải như thế. Thì đó là một ngữ pháp đi với vê tạ. Vê tạ hoa dự các bạn nhá. À, có một ngữ pháp đó là vê tạ hoa dự, và đó chính là và nhá. Vê tạ hoa dự là còn nano nhĩ thì đó chính là nó ngược lại với hiện thực đấy ạ. Đúng không? Tôi đã chắc chắn là tôi để ở trên bàn rồi mà. Ấy thế mà đi đâu rồi nhỉ? Nhưng thực tế là mình nghĩ như vậy thôi, nhưng thực tế là mình không để ở đấy. Chứ để ở đấy nó đã ở đấy rồi, đúng không các bạn? Đấy chưa? Đấy, ngữ pháp nha. Veta ha dự là ký ức như vậy. À, nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Chưa? Hay. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 3. Samang, anata no shigoto wa ima umaku iku. Umaku ikimasu, thuận lợi và suôn sẻ. Yoinori shimasu, cầu nguyện, đúng không ạ? Tôi đang cầu nguyện đó, làm sao mà để công việc của bạn có thể được thông, để được có thể thuận lợi, đúng không? Thuận buồm xuôi gió. Thì luôn luôn có một cái đó là chúng ta, thực ra là cái câu mà câu về trước là nó chính là mục đích đấy.
mình cầu nguyện để đạt được mục đích phía trước. Vậy mục đích thì là lúc nãy mình gặp là tha mê hay là dồ ní. Nhưng mà đương nhiên dồ ní thì chúng ta có thể bỏ ní đi, chỉ có mỗi dồ thôi. Ok các bạn ạ. Dồ hay là dồ ní đều được. Dồ ní oinorishimasu hay là dồ oinorishimasu đều được hết các bạn nhá. Đấy chưa? Đây là thể hiện mục đích ở phía trước. Tôi đang cầu nguyện để làm sao mà mong sao mà công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Đấy chưa? Đấy, hy vọng là công việc của bạn được thuận lợi, thuận buồm xuôi gió nhá. Si, jo, jo ni đều ok. Câu số 4 nha. Siêu số mô, đen qua bang gô mô si đà nai nô tê. Bởi vì là cả điện thoại cũng như là gì nhỉ, địa chỉ nhà đều không biết. Đen na cơ nai nani gà này. Vậy nếu mà không biết cả hai thì có liên lạc được không? Không thể liên lạc được đúng không các bạn? Câu này phải là không thể liên lạc được, bởi vì làm gì có thông tin. Và có một ngữ pháp không thể. Nào, suru hazu, shita koto, shikata hay là shiyou ga nai. Minasan, ABCD. Dore desu ka? Chào Lê Bắc ạ, à. Konnichiwa, bây giờ mới làm được nghỉ chưa à? Ok, sẽ thấy các bạn đang chọn câu 4 là đi đúng không ạ? Thì câu đi là chúng ta có nhớ ngữ pháp là gì không? Ngữ pháp này chúng ta là của N2 đấy, nhưng mà nó lại là nằm trong cuốn sách N3. Có nghĩa là sau này lên cuốn xin ạ, trên này thì cuốn xin ngăn dây là cuốn khá là dễ. N2 thì nó rất là nhiều ngữ pháp của cuốn Mimikara N3 này. Đó. Nhưng mà chẳng có ai khẳng định được rằng là thi N3 mà nó không có N2 cả. Nên là tốt nhất là chúng ta cứ luyện đề đi, đúng không ạ? Càng học nhiều càng tốt, không lo thì thừa cả. Động từ bỏ mát sự cộng với yoga nai ạ. Bỏ mát sự với yoga nai nha các bạn nhá. Thì đây mang nghĩa là không thể động từ. Các bạn nhớ ngữ pháp này nha. Bài thi trên đây thì người ta hay hỏi là cách chia của động từ đi với ngữ pháp này là gì ấy. Có thể nó là VT, V đự, V V mát sự hay là V à gì đó. Thế là chúng ta phân vân mình không biết chọn gì đấy. Nó rất đơn giản thôi, chỉ cần bỏ mát sự thôi. Được chưa? Không thể làm gì mặc dù rất muốn. Nhớ trên các bạn đấy nhá. Không thể làm gì mặc dù rất muốn. Và đó chính là Renakushimasu, bỏ mát sự cộng với yoga này đây. Đấy, yoga này. Tôi không thể liên lạc dù rất muốn liên lạc. Nhưng bởi vì không có thông tin về địa chỉ cũng như là số điện thoại nên tôi không liên lạc được. Đáp án câu 4 là đi, đấy chưa các bạn? Câu này nhiều bạn không biết lắm. Nhiều người không biết ngữ pháp này. Tiếp theo, câu số 5 này. Kenko no tame ni jūbun swimming toru. Jūbun, đủ này. Swimming toru là chúng ta phải có một cái giấc ngủ gì đó đủ để vì sức khỏe của mình. Jō ni natteru. Cái này là ngữ pháp đi với cơ chế tự động của máy móc. Các bạn nhá, nó chỉ đi về máy móc, thao tác máy móc một cách tự nhiên thôi. Thì mới dùng jo ni natteru. Tiếp theo, ni kimatteru là chắc chắn. Đó, đưa ra một phán đoán chắc chắn. Có được không? Dê loại A và D. Koto ni natteru đó là một quy định và một nội quy. Đó. Và tiếp theo, đó là jo ni shiteru. Suru là có ý chí. Và jo ni suru đó là cố gắng. Và khi nó chuyển sang thể gì nhỉ? Teru đó là thói quen. Đang cố gắng để tạo thành một thói quen. Tôi cố gắng ngủ đủ, tôi đang cố gắng làm sao ngủ đủ giấc, hay là em đang cố gắng làm sao mà em làm bài tập về nhà đầy đủ nhất có thể, đúng không ạ? Shukudai o jaru jo ni shiteru, em cố gắng thật nhiều rau. Jasai o takusan taberu jo ni shiteru, em cố gắng mỗi sáng dậy sớm. Đó, maiasa hayaku, làm sao nhớ, okiru jo ni shiteru, được chưa? Cái này nó là cố gắng tạo thành thói quen. Câu 6 này, Nihon no horitsu de wa hatachi mimang. Mimang ở đây nó là nhỏ hơn các bạn nhá. O sake ne, sake o nonde wa ikenai. Bởi vì câu này chúng ta có từ pháp luật. Mà pháp luật thì nó là một quy định. Theo quy định của Nhật thì dưới 20 tuổi không được uống rượu. Mà trên đây vừa viết ngữ pháp quy định đó chính là koto ni gì? Natteru ở phía trên, đúng không các bạn? Koto ni natteru. Ok, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 7 nào. Nào, câu 7 ở đây chúng ta sẽ có một cái câu liên quan đến kiến thức về hazu hay là chakke, đúng không ạ? Are keitai ga tsunagaranai. Tsunagaranai, tsunagaru là kết nối á, tsunagaranai là không kết nối được. Ơ, sao không kết nối được điện thoại nhỉ? Vậy nếu mà không kết nối được điện thoại thì ở đây nó chính là cái vùng này là vùng gì nhỉ? Ngoài vùng phủ sóng, nghĩa là nó không có sóng thì mình không kết nối được, đúng không em? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái từ mới, đó là từ kengai, là chữ quyển và chữ ngoại. Kengai là ngoài vùng phủ sóng. Vậy nghĩa là không kết nối được thì ở đây chính là ngoài vùng phủ sóng, đúng không? Nào, đầu tiên là chúng ta có kengai janakatake hay là si kengai no hazu datake.
Hazu đặt tạc kê thì không có nhá, không bao giờ chúng ta lại kết nối giữa tạc Hazu lại kết nối với tạc kê cả các bạn ạ. Chúng ta loại nhá. Tiếp theo này, Hazu datta no ni hay là janai Hazu na no ni. Cái ngữ pháp mà chúng ta kết thúc là kệ ở cuối câu này thì thường mình dùng để lại những chuyện mà mình không nhớ rõ ấy ạ. Hay là bình thường mình có thể dùng để hồi tưởng đấy, xét nghiệm lại với chính mình. Cái này nó chỉ dùng trong văn nói thôi các bạn ạ. Được chưa? Ví dụ như mình nói là không biết là gì nhỉ? Là ngày mai chúng ta có được nghỉ không nhỉ? Ngày mai có được nghỉ không nhỉ? Yasumi datta kke. Yasumi datta kke. Kiểu như mình tự xác nhận lại chuyện mà mình không nhớ rõ thì mình sẽ dùng với đuôi chữ kke ở cuối cùng, đúng không? Nào, vậy câu này mình sẽ chọn gì đây nhỉ? Nào, không kết nối được điện thoại nhỉ? Vậy là cái kim gai này là ngoài vùng phủ sóng, sao lại còn tràn ai? Phải là ngoài vùng phủ sóng. Câu B thì là chắc chắn là ngoài vùng phủ sóng. Ấy thế mà. Còn câu D là chắc chắn không phải là chắc chắn không phải ngoài vùng phủ sóng mà nhỉ? Ấy thế mà, sao thế nhỉ? Các bạn có thấy không? Khi mà chúng ta dịch ra ấy ạ thì câu nào câu D là chính là hợp lý nhất. Đúng ạ? Câu D này nó kiểu như bản chất là mình đang thể hiện sự khá là cái sao nhỉ? Rõ ràng ở đây không phải là ngoài vùng phủ sóng. Kên gai là ngoài nhá. Ở đây không phải ngoài vùng phủ sóng mà nhỉ? Ấy thế mà, tại sao nhỉ? Đồ nhỉ? Tại sao lại không kết nối được điện thoại nhỉ? Đấy, konnichiwa vanai. Được chưa? Mình dịch vào nghĩa là mình sẽ ra. Thấy chưa? Nhớ từ mới nhá. Ken gai là không có sóng, ngoài vùng phủ sóng. Hazu na no ni, chắc chắn là như thế mà. Ấy thế mà, tại sao nhỉ? Tiếp theo, câu số 8 chúng ta gặp một ngữ pháp đó là wakeda. Karada ga darui. Darui là gì nhỉ? Là mệt nhoài, kiệt sức luôn nhá. Từ này nó chữ kare được nhưng mà nó rất mệt. Cơ thể mệt nhoài luôn. Đó, và wake thực tế nó có hai nghĩa khi nó đi ở đứng ngược với câu là wakeda. Nó rất nhiều ngữ pháp đều wake, thế nên liệt kê lại cho tất cả những pháp đều wake nhá, được không? Trước khi chữa ngữ pháp cái câu này. Thứ nhất là mình có ngữ pháp học đầu tiên đó là wake gà này. Wake gà này sẽ bằng với hazu gà này. Không có chuyện ạ, làm gì có chuyện và chắc chắn không có chuyện. Đây là câu phủ định mạnh mẽ. Đấy, tiếp theo. Wake de wa nai. Tối ưu wake đế hoạn này đều được ạ. Đó là không phải là, nó đang phủ định nhẹ nhàng. Cái bên trên thì là phủ định mạnh mẽ, còn cái này là phủ định nhẹ nhàng. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có veru wake ni wa ikanai. Được chưa? Wake ni wa ikanai. Nếu mà đi về veru thì nó sẽ dịch là không thể. Còn nếu mà đi về venai cộng với wake nếu ikanai thì sẽ dịch là không thể không. Mà không thể không thì là gì? Là phải ạ. Nhắc lại nhá. Veru wake ni wa ikanai là không thể. Còn venai wake ni wa ikanai thì là phải. Giống như mình nói là con sốt nên tôi phải về. Kaedanai wake ni wa ikanai. Hay là gì nhỉ? Sếp mờ nên tôi không thể từ chối thì sẽ là kotowaru wake ni wa ikanai. Cái ngữ pháp này nó không liên quan đến năng lực nhé các bạn nhá. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý thôi. Và cuối cùng, wakeda. Wakeda chúng ta sẽ có hai nghĩa. Một là nó đưa ra một kết luận đương nhiên. Nó đưa ra một kết luận đương nhiên các bạn ạ. Vậy có nghĩa là nó đưa ra một kết luận nhá các bạn nhá. To ze na ke chứ đâu ấy ạ. Hôm nay một tuần có 7 ngày đúng không? Làm việc 5 ngày thì có nghĩa là nghỉ 2 ngày. Đã, làm việc 5 ngày có nghĩa là nghỉ 2 ngày. Futsuka yasumu wakeda. Đấy, kết luận đương nhiên mà ai cũng biết. Thứ hai, wakeda nó chỉ lý do. Nó chỉ lý do. Vậy câu này mình sẽ có này. Có thể là wakeda này là lý do đi. Lý do, chúng ta dịch cái từ wakeda là lý do luôn nhé. Lý do mà cơ thể mệt đó là bởi vì. Đằng sau này sẽ là vì này. Đấy, đằng sau này là vì này. Nhớ lại này. Lý do mà cơ thể mệt đó là bởi vì. Nào, kyo yoku aruita. Hôm nay tôi đi bộ nhiều. Netsu ga 38 độ mo aru. Sốt tận 38 độ. Kaze o hita kamo. Chính là không dùng để phán đoán nhá. Loại đi luôn. Bây giờ còn lại này. Nào, các bạn nhìn thấy không? Cái đằng sau này chúng ta không thể dùng kara được nữa. Bởi vì trước này cái từ wake này nó chính là vì rồi. Cái wake này nó dịch là lý do rồi các bạn này. Đấy, lý do mà cơ thể mệt mỏi đó là bởi cái này. Và các bạn sẽ không có kara nữa. Nếu mà chúng ta thêm từ kara vào thì nó đã bị thừa. Ngữ pháp wake là chỉ lý do, sẽ không có kara. Nhớ chưa? Chúng ta chỉ có từ wake là lý do thôi. Và câu này đó chính là B. B nha các bạn nha. Được chưa? Nào, sốt tận 38 độ. Đấy, đấy là lý do dẫn đến cơ thể mệt mỏi.
Câu 8 này có rất là nhiều các bạn chọn phương án khác nhau đúng không? Câu xe và câu đen xe loại rồi, bởi vì cái này không dùng để phán đoán đúng không? Cái vế đằng sau ấy ạ, thì nó chính là một cái lý do dẫn đến một cái vực lý do, dẫn đến một cái kết luận, một cái kết quả. Và cái từ hoa kê này nó dịch là lý do. Mà đã là lý do rồi thì không thể có cả là nữa, thì nó sẽ loại A, được chưa? Tiếp theo, bài sao của chúng ta. Bài sao là một bài gì đó mà học sinh rất là hay sợ. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là có đáng sợ như chúng ta nghĩ hay không này. C là một bài này không phải là chúng ta chỉ dựa vào nghĩa, mà là dựa theo những cái cụm mặc định đứng cạnh nhau. Ví dụ, các bạn nhìn cái đằng trước và nhìn cái đằng sau là cái quan trọng đầu tiên. Thứ hai là anh nhìn xem trong 1, 2, 3, 4 này có cái nào nó sẽ chắc chắn đứng cạnh nhau hay không. Đó thì thiết trước hết nhá. Xe này có nhìn thấy chủ ní, và đứng trước chủ ní nó sẽ là gì nhỉ? Động từ về đự hoặc là về này. Và ở đây chắc chắn là một phải đứng ở đây. Các em có nhớ không? Vừa nãy thầy nói xong, về đự chủ ní đi với động từ ở thể khả năng này. Đó, tiếp theo này. Nếu mà no thì đứng sau đó phải là một danh từ, mà danh từ ở đây chỉ có thể là 4. Vậy 3 thì phải đi với 4. Tiếp theo, tai xe chữ na. Tai xe chữ na phía sau là một danh từ, vậy nên chúng ta sẽ có là 3 phải đứng ở đầu tiên, đúng không ạ? Okakusama no onamae o. Chà, đứng sau trợ từ ố thì chắc chắn đó sẽ là một động từ. Và động từ có hai từ, đó là ojobi dekiru hoặc là machigai zuni. Zuni naide. Zuni naide. Chà, minasan, kotai wa nam desu ka? Hiệp rằng này, 3421, dấn võ cũng là 3421, chúng ta dịch nghĩa duyên xe với. Đấy. Nào, tai xe zu na onamae. Onamae. À, so desu ne. Okakusama no onamae o machigaezu ni oyobi dekiru jou ni noto ni memo shite oita. Được chưa? Câu này mình dịch này. Tôi đã ghi chép lại vào trong vở để làm sao nhở? Có thể gọi được gì nhở? Mà không bị nhầm tên của khách hàng. Nghe lại nhá. Na thì phải là danh. Okakusama no onamae là một cụm nên chúng ta có 3-4 đứng đầu tiên. Naide và dự nghĩ phải đứng ở phía trước. Rồi còn lại chúng ta có động từ khả năng đứng trước chủ ni. Wakarimasu ka? Minasan. Ok chưa? Sợ sợ đỡ sợ chưa? Thế sẽ chuyển đến câu số 10 cho nào đơn là câu này nó có ổn hơn không nhá? Honjitsu. Né? Honjitsu không phải là nihon đâu nhá. Honjitsu đó là từ lịch sử từ Kyo ấy ạ. À. Ngày hôm nay arigato gozaimasu, đây là một câu chào hỏi rất là hay dùng đây này. Ok. Nào, mình hay có một cụm nhá. Mình kiểu cảm ơn vì ai đó đã, vì ai đó mà trong lúc bận rộn mà gì nhỉ, mà dành thời gian cho mình ý, thì mình hay có cụm đó là oisogashi tokoro các bạn ạ. Đây là một cụm đứng cạnh nhau rồi, một và hai đứng cạnh nhau nhá, được chưa? Tiếp theo là mình sẽ có là okoshi. Okoshi thì nó chắc chắn là okoshi kudasai rồi đúng không? Okoshi kudasari đúng không? Nào, câu sẽ thấy là câu này thì lại dễ quá. Câu này thì dễ với các em quá. Nào, đầu tiên nhá, chúng ta sẽ có oisoashi tokoro o ne okoshi kudasari. Kudasari nó chính là kudasatte đó các em ơi, nhưng nó chuyển thành kudasari là từ lịch sự ấy. Lịch sự nhá. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay trong lúc bận rộn mà lại đến đây với em, thấy chưa ạ? Đấy, dành thời gian cho gì cho em trong lúc bận rộn, đây là câu rất lịch sự nhá. Oisoashi tokoro ạ, nhớ chưa? Hay là các bạn đi phỏng vấn mình cũng thể nói câu này đấy nhá. Oisoashi tokoro đấy nhá. Tiếp theo câu số 11 nè. Chào minasan, 11番. Hajimete atta toki wa nani nani nakayoku narenai yo. Nakayoku đó là thân nhau, narenai là không thể thân được. Khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Nha. Ii kara hanasanai to nani ka nan demo. Phương án của chúng ta sẽ là câu số 11 nhá. Các em ơi comment cho xem nào, xem giờ chúng ta nghĩ câu này sẽ là gì nào. Lần đầu tiên gặp nhau đúng không ạ? Nếu mà hanasanai to thì đứng trước đó sẽ nghĩ là chỉ có thể là 3 thôi các em ạ. Không nói cái gì đó. À, nan đề mộ thì là y rồi nhở, 4 thì phải đi đến 1 rồi. Đó, vấn đề ở đây chính là 4132 hay là 3241 thôi đúng không ạ? Hiểu chưa? Ghép được chưa? Nào, hajimete atta toki wa nan đề mộ y kara. Cái gì cũng được. Đấy, bởi vì là nói cái gì cũng được. Hanasanai nani ka hanasanai to. Nhưng nếu như không nói cái gì thì chẳng thể nào thân nhau được. Đúng không? Có phải không nghe?
Đấy, có nghĩa là gì nhỉ? Gặp thì chúng ta nói cái gì cũng được, kể cái gì cũng ok. Nhưng nếu như chúng ta gì nhỉ? Không nói cái gì thì làm sao mà chúng ta có mối quan hệ thân nhau được? Không nói cái gì làm sao mà được, đúng không ạ? Nani kahanasanai này, tụ câu này thực ra là nó chẳng có cái ngữ gì, thế nên thì câu này nó đơn giản quá ấy ạ. Không, câu 11 này đơn giản lắm. Nào, câu số 12 nha. Nào, ở cuối cùng chúng ta có là Okashiya san daso, nghe nói đó là cái nghề làm bánh kẹo. Có một ngữ pháp của câu này, đó là tố ipara, tố yu tố hay là tố ieba, là dùng đến đến một cái gì đó, nhắc đến nhá, và đứng trước nó sẽ là một danh từ, mà danh từ ở đây thì chỉ có thể là 4 đi với 2 thôi, đúng không? Shokugyo tố ipara, nhắc đến một cái nghề đấy, nghề gì? Nghề chấm chấm. Ichiban naritai joshi jido ga nani nani, ga thì chắc chắn ba phải đi với một rồi, và ba một nó bổ ngữ cho một danh từ số 4 ạ. À, đúng chưa? Nào, mình sẽ ghép này. Joshi jido ga ichiban naritai shokugyo, cái nghề mà các bé gái muốn trở thành nhất. To itara là nhắc đến. Nhắc đến cái nghề nghiệp mà các bé gái muốn được làm nhất. Đó, nghe nói là nghề làm bánh kẹo. Câu số 12 của chúng ta đó chính là 3142. Cho nên thấy dần dần là các em đang comment ít đi rồi ạ. À, đi làm rồi à? Vào làm rồi sao mà không thấy ai comment vậy? Nhớ chưa? Thôi itara là nhắc đến nha các bạn nhá. Đứng trước là một danh từ, còn vế trước là bổ ngữ cho một danh từ thôi. 3142. Câu số 13 này. Kono goru ba de. Nếu à, ở cái sân golf này này, nani furu sure play 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 là play á, suru koto dekinai, không thể nào chơi rồi. Câu 13 chúng ta đã điền được như nào rồi nhỉ? Mina sáng, bạn Hiệp là 2314. Nào, không biết là chúng ta có gặp Dakeshika bao giờ chưa? Thông thường là chúng ta chỉ gặp Shikanai thôi đúng không? Nhưng mà có cả Dakeshika đấy ạ. Dakeshika là một cụm ạ, 1 và 4 đứng cạnh nhau các bạn nhá. Được chưa? Và đứng trước nó sẽ là một danh từ rồi. Vậy mình sẽ làm gì? Erabareta member Dakeshika. Đấy, Dakeshika dịch giống nhau nhá, đều là chỉ ạ. Chỉ gì nào? Erabareta member, chỉ những thành viên mà được lựa chọn mới có thể chơi ở cái sân golf này. Được các bạn nhá. Được chưa? 2 3 1 4 ạ. Dakeshikanai. Nó giống Shikanai thôi, không khác gì nhau ạ. Rồi, tiếp theo. Bạn nào mà chúng ta xem được livestream đến thời điểm này là chúng ta có thể được nghe Chokai với Sensei ở trong cái phần cuối cùng này nha các bạn nhá. Phần Chokai này, đó, hôm nay Sensei muốn hướng tới cho chúng ta đó là cái phần bài tranh liên quan đến dạng nhờ và xin phép. Đấy, mình sẽ xem là cùng nghe với Sensei trước khi mà vào phần nghe, để Sensei muốn cho chúng ta phải thật sự sẵn sàng đó. Muốn cả các bạn đang xem livestream ở đây chúng ta có thể comment với Sensei là em đã sẵn sàng nghe. Đó, để Sensei bắt đầu ấn vào CD nhá. Bên Nhật thì sẽ cố gắng làm sao mà chọn cái giờ nghỉ trưa cho các bạn rồi đấy. Buổi tối thì rất là khó rồi, buổi tối về sẽ full lịch rồi, chỉ còn mỗi ban ngày thôi. Đó, giữa buổi sáng và buổi chiều thì chắc chắn là buổi sáng vẫn sẽ tốt hơn đúng không ạ? Buổi chiều chúng ta hay cập dập là về nhà còn phải cơm nước. Thế là buổi trưa là tốt nhất rồi. Nào, phần bài tranh mày cho ca nghe chúng ta. Member mà em. Member là member ấy ạ, member là thành viên em ạ. Thành viên nhé Vân Anh nhé. Nào, trên này sẽ thử ấn vào CD nghe xem là chúng ta có nghe được không nha. Cô chủ nhiệm, sổ lưu no check của ông nên ngay tại đây. Nan to iimasu ka? Minasan kikoemasu ka? Chúng ta có nghe được không ạ? Nào, có nghe được cái tiếng gì không nha? Cô chủ nhiệm, sổ lưu no check của ông nên ngay tại đây. Nan to iimasu ka? Cô chủ nhiệm. Comment lên xem với, cho nên xem nào để xác nhận là chúng ta có nghe được hay không nè. Ồ, nghe được rồi xem xem. Ok, rồi bắt đầu này, bắt đầu câu 7 nhá. Comment lên xem là câu 7 mình chọn gì này. Cô chủ nhiệm, 書類のチェックをお願いしたいです。何と言いますか ?1、課長、すみませんが、これをごチェックしてください。2、課長、すみませんが、これチェックしていただけますか ?3、すみません、これを課長にチェックさせたいんですが、よろしいですか Nào, chốt luôn đáp án lên xem nào, các em ơi, chúng ta chọn gì nào? À, có bạn chọn 1, có bạn chọn 2 ạ. Sổ lưu no check wo onegai shitai desu. Nan to iimasu ka? Kacho ni sổ lưu no check wo onegai shitai. Các bạn ơi, onegai shitai là gì nhỉ? Là chúng ta nhờ. Nhờ trưởng phòng check cho. Nếu mà là câu nhờ thì mình sẽ nghe cái đuôi xuyên xe này.
1、課長、すみませんが、これをごチェックしてください。ごチェックしてください。câu này chúng ta sai vì sao các em biết không? Nếu mà là nhờ, ください rất đúng, nhưng chúng ta không đi với go và します. Các bạn có biết không, go và đi với します thì nó là dạng khiêm nhường. Mà đây là nhờ thì phải dùng tôn kính chứ không dùng khiêm nhường. Câu này chúng ta bỏ CT đi thì được này. Go check ください thì đúng ạ. Bỏ cái này đi. Go check ください. Nó là dạng tôn kính ngữ, giống như là gì nhỉ? Mình có là ô hai đi ください, ô kake ください, mời vào, mời ngồi đúng không? Thì mình chỉ có gì nhỉ? Có go đi với động nhóm 3, ô đi với nhóm 1, nhóm 2 thôi, bỏ します đi nhá. Được chưa? Tiếp theo này, nhi băng này. Nhi. 課長、すみませんが、これチェックしていただけますか？チェックしていただけませんか？すみません。これを課長にチェックさせたいんですが、よろしいですか？các bạn có thấy không? Đấy, いただけませんか? Thì đây là câu nhờ và lịch sự rồi. Rất là quen thuộc với mình đúng không ạ? Trước khi mà nhờ thì mình dùng すみませんが nhá, làm phiền đấy ạ. Còn câu số 3 thì là sự よろしいですか? Là câu xin phép ạ, chứ không dùng để nhờ vả. Được chưa? Đó, tiếp theo ta chuyển sang câu số 8 này. Câu số 7 là ni bằng ạ. Câu 8 nhá. 8番。図書館で辞書を借りたいです。何と言いますか ?1。すみません。この辞書は貸し出しできますか ?2。すみません。この辞書を貸し出してもいいですか ?3。すみません。この辞書を貸し出させていただけませんかはい。もう一度。チャテモラヌーニャ。8番。それで、cho thêm một lần nữa này、もう一回、聞いてください。8番。図書館で辞書を借りたいです。何と言いますか ?1。すみません。この辞書は貸し出しできますか ?2。すみません。この辞書を貸し出してもいいですか ?3。すみません。この辞書を貸し出させていただけませんかRồi, đã có bạn cho. Cho nên thấy là Ichini sang đủ hết rồi. Vân Anh là Ichi, Nguyên Trần là sang, Văn Dũng là sang, Bình Nguyễn là ni, Nguyễn Thị Hồng là sang. Chà, ok, nào câu số 8 nhá. Sumimasen. Kono jisho nan to iimasu ka? Minasan, jisho karitai. Nào, jisho karitai là mình muốn mượn nha, mình muốn mượn từ điển ạ. 1. すみません。この辞書は貸し出しできますか貸し出しできますか một ba câu mà chúng ta gặp ở 1, 2, 3 này đều xuất hiện từ 貸し出し。貸し出し mang nghĩa là cho mượn các bạn nha, là cho mượn ạ. Nào, 貸し出しできますか có thể cho tôi mượn không? Có thể cho tôi mượn không? 2 bằng. 2. 2.すみません。この辞書を貸し出してもいいですか câu số 2. Các bạn có nhớ một cái ngữ pháp đó là về てもいいですか về てもいいですか là một câu xin phép. Mà xin phép thì là hành động của ai? Là hành động của tôi. Là hành động của người nói. Mà kashidashi nghĩa là cho mượn. Nếu các em chọn câu 2 nghĩa là tôi cho bạn mượn nhé. Đúng không?Giống như mình có là hai てもいいですか là em xin phép vào được không? Vậy tương tự làxin phép cho mượn ạ. Câu này là tôi xin phép cho mượn. Mà trong cái tôi là người đi gì? Đi mượn mà tôi có phải là người cho mượn đâu. Đúng không? Chứ khi câu này là karitemo ii desu ka? Thì được ạ. Câu 2, loại. Tiếp theo, câu số 3 này. Sam. Sumimasen. Kono jisho kashi dasase te itadakemasen ka?Nếu như mình ở dạng vete itadakemasen ka, ve itadakemasen ka thì là câu nhờ. Nhưng mà lại còn chuyển sang thể sai khiến cộng với chúng ta có một ngữ pháp là sasete itadakemasen ka, sasete moraimasen ka, sasete kudasaimasen ka, vân vân. Thì đây là một câu xin phép. Và câu 3 và câu 2 hoàn toàn bằng nghĩa nhau. Hai câu này đều là câu gì các em biết không? Đều là câu xin phép.Đều là câu xin phép cho mượn. Mà trong khi người cho mượn phải là đối phương, chứ không phải là xin phép. Xin phép là tôi là người cho mượn rồi, phải không? Nên đáp án câu này là chính là 1 bằng 貸し出し できますか? Đúng không? Đó. Rất nhiều bạn chúng ta đang gì nhỉ? Đang chọn sai câu này vô cùng nhiều luôn các em ạ. Ok, tiếp tục. Sẵn sàng chưa? Có thích nghe không?
Tiếp tục câu 9 nha các em ơi. 9番。電車に乗る場所を確かめます。駅員に何と言いますか?1。すみません。大阪行きは5番ホームでいいでしょうか?2。すみません。5番のホームは大阪行きでいいでしょうか?3。すみません。大阪行きはホームの5番でいいでしょうかはい。もう一回。電車に乗るんかはい、すみません。電車に乗る場所を確かめます。駅員に何と言いますか?1。すみません。大阪行きは5番ホームでいいでしょうか?2。すみません。5番のホームは大阪行きでいいでしょうか?3。すみません。大阪行きはホームの5番でいいでしょうかはい、OK、皆さん、答えをコメントしてください。何番ですか?9番。1、2、3。bạn Nguyên là 1番。sẽ đây muốn một vài bạn comment đã rồi sẽ đây mình show cái script cho các em được ạ. Nào, câu số 9 nhá. 駅員に何と言いますか電車に乗る場所。確かめます。mình muốn xác nhận cái nơi lên xe, lên tàu ạ. 1. すみません。大阪行きは5番ホームでいいでしょうか?2. すみません。5番のホームは大阪行きでいいでしょうか?3. すみません。大阪行きはホームの5番でいいでしょうか Sau đây sẽ phân tích của chúng ta sự khác nhau giữa 3 phương án nhé các em nhé. Nào, đầu tiên là chúng ta sẽ nói là đi Osaka thì, đúng không? Tiếp theo, đằng sau là Gobang Home hay là chúng ta có Home Gobang hay là chúng ta có ngược lại là Osaka Yuki. Một cái cách nói đơn giản theo kiểu nghĩa thuận nhất ạ, đó là đi đến đâu đó thì tôi, ví dụ đơn giản là mình hỏi là, cho tôi hỏi là tôi đi đến Mỹ Đình thì tôi đi xe buýt số 5 có đúng không ạ? Đúng không? Đi đến Mỹ Đình, đi xe buýt số 5 có đúng không ạ? Hay là xe buýt số 5 có đi đến sân đi đến Mỹ Đình không ạ? Và thực ra chúng ta đang xác nhận địa điểm, đúng không ạ? Xác nhận địa điểm mình lên, xác nhận địa điểm cơ mà. Thế nên chúng ta sẽ không thể chọn hai câu hai về mặt thuận, về mặt nghĩa nhá. Thì dây sẽ loại đó. Thấy chưa? Chỉ có nói là đi đến Osaka thì là tôi chờ ở sân ga số 5 có đúng không? Sân ga số 5 thì mình sẽ phải ngược lại, đó là Gobang Home chứ không phải là số 5 sân ga. Quy tắc của tiếng Nhật là mình dịch ngược cơ mà. Đúng không? Các em chọn câu 3 thì nghĩa là số 5 sân ga, còn câu 1 là sân ga số 5. Hay giống như kiểu mình là xe buýt số 5 ấy hả? Đúng không? Thì mình cũng phải là Gobang ba sự chứ không ai nói là ba sự Gobang cả. Nên khi mà các bạn muốn xác nhận địa điểm mà mình chờ ấy ạ, mà mình đi đâu ấy thì mình sẽ dùng là địa điểm trước. Sau đó phía đằng sau là tên của nhà ga và sân ga đó sẽ phải dùng cái ý nghĩa ngược lại, đó chính là Ichiban. Osaka bình thường chúng ta có từ này là từ Iki, nhưng mà đi hướng đến đâu có thể đọc là Yuki nhá. Osaka Yuki wa Gobang Home de desho ka. Được chưa? Câu này đó chính là đáp án 1. Hôm nay thì là cũng khá là muộn rồi đấy, đúng không ạ? Sau một tiếng cha ngồi học luyện đề livestream xem với sensei chúng ta cảm nhận như thế nào nhỉ? Đúng không? Có thấy mệt không? Hôm nay Sene like đến đây thôi. Phần nghe Choka như này thôi nhá. Nếu mà chúng ta thích thì lần sau Sene sẽ like nhiều hơn cái phần Choka này cho các bạn vào buổi livestream tiếp theo, được không? Thứ năm nhá. Tuần này thứ năm Sene lại livestream tiếp về chủ đề chắc là tiếp nối phần Choka nữa. Sẽ có phần Choka này. Phần bài sao Sene vẫn muốn hướng tới bài sao cho các bạn, bởi vì phần bài sao các em hết lại kêu. Và vẫn tiếp nối là cái phần cherry liên quan đến ngữ pháp của Mimikara. Buổi hôm sau sẽ là bài số 8 và bài số 9. Hôm nay là unit 8 nè, thì hôm thứ năm sẽ là bài unit 9 á. Sẽ live vào buổi sáng tầm 9:45. 9:45 đổ đi giờ Việt Nam. Buổi sáng thứ ba và thứ năm nhá. Buổi tối thì sẽ đây bị full lớp luyện đề rồi nên là sẽ đây không có live được buổi tối em ạ. Thứ năm nha, thứ ba và thứ năm nhá, sẽ đây có ghi mà nhỉ? Đây này, ở trên cái slide thì sẽ đây luôn luôn show cho chúng ta là cái thời gian mà live của sẽ đây là mấy giờ đấy. Đó, cầm vào thứ mấy đấy? Thứ ba và thứ năm hàng tuần nhá. Trung bình thì thường khoảng tầm 9:45 cho đến 10 giờ đổ đi ạ, là sẽ live cái giờ đó. Vào buổi sáng giờ Việt Nam.
Ngoài ra thì ngoài live stream ra thì chúng ta có thể live thì trên đây chỉ live được 2 buổi thôi. Nếu chúng ta muốn được làm nhiều bài luyện đề hơn ý, thì các bạn có thể tham gia vào các group công khai mà sẽ đang đăng đăng bài cho các bạn đi làm trắc nghiệm hàng ngày, giống như là có một cái group tên là Chinh phục 140 cộng GLBT N3 cùng cô C này. Chúng ta có thể gõ ở trên fan trên 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 Facebook ấy ạ, thì nó sẽ ra cái nhóm đó, hàng ngày có những bài tập trắc nghiệm cho các bạn làm. Hoặc là bạn có thể theo dõi fanpage Thu Hương Sensei thì ở trên đó thì trên đây có gửi những cái bài tổng hợp kiến thức rất là hay nhá. Thấy chưa? Để các bạn có thể là thời gian này thay vì là chúng ta chỉ có rất là ít nguồn thì mình sẽ tham khảo những cái nguồn khác nhau để mình có những cái kiến thức nhiều nhất để phục vụ cho mình có một cái hành trang kiến thức vững chắc để thi tháng tháng 12 năm nay. Thời gian chúng ta chỉ còn hơn tháng nữa thôi, phải cố gắng làm sao mà học được càng nhiều càng tốt nhá. Luyện đề nhiều nhất có thể giúp bên xem. Thấy chưa? Hay. Ok, minasan, otsukaresama deshita.